Xác định nguồn nhân lực là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phát triển hệ thống y tế chất lượng cao. Thời gian qua, Bệnh viện Đà Nẵng đã có sự quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên công tác tại bệnh viện. Những chế độ, chính sách giữ chân cán bộ y tế chất lượng cao của bệnh viện đã tạo động lực để các bác sĩ yên tâm công tác. Gần như là gắn bó với bệnh viện từ khi tôi ra trường đến bây giờ, thì các chính sách của bệnh viện cũng như của thành phố thì luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cái công tác của tôi, thì đó là một trong những cái mà chính sách tôi thấy rất là tốt để cho cán bộ công nhân viên tiếp tục yên tâm công tác và cống hiến hết mình cho cái công tác của bệnh viện. Lúc đầu tôi về cũng đề án 922 của viện phát triển nguồn nhân lực của thành phố, thì sau khi về đây thì chúng tôi cũng đã được nhà nước hỗ trợ về chung cư và trợ cấp hàng tháng. Mà khi về được công tác là đúng cái chuyên ngành và chuyên môn của mình. Và trong quá trình công tác thì được lãnh đạo bệnh viện cũng tạo điều kiện để mà tu nghiệp ở trong và ngoài nước để mà phát triển chuyên môn rất là thuận lợi. Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện hạng nhất trực thuộc Sở Y tế thành phố và được xem là bệnh viện tuyến cuối của Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thu dung điều trị bệnh nhân của Đà Nẵng cũng như các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Do đó, việc tạo nguồn, duy trì và thu hút đội ngũ y tế giỏi là một trong những nhiệm vụ then chốt của ngành y tế thành phố nói chung và Bệnh viện Đà Nẵng nói riêng trong thời gian qua. Đặc biệt, sau khi hai công trình Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh Chấn thương Bỏng tạo hình và Trung tâm Ghép tạng cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng được đưa vào sử dụng. Từ khi mà đưa chuẩn bị cho xây dựng hai cái trung tâm này thì bệnh viện cũng như lãnh đạo Sở Y tế cũng như Ủy ban Nhân dân cũng đã kế hoạch tuyển nhân sự. Thứ nhất là về những cái trung tâm ghép tạng thì chúng ta đã có đầu tư rất là lớn của thành phố để nhân sự đi đào tạo ở Mỹ này, ở Đài Loan này. Đặc biệt là chúng ta có một số lượng rất lớn nhân sự đi đào tạo ở 108 để triển khai những hoạt động như ghép gan, rồi ghép thận, ghép tủy sống cũng như là nhiều cái khác để đáp ứng nhu cầu cho công ty này, hai cái trung tâm này hoạt động. Do đó khi mà đưa hai ba trung tâm này vào hoạt động thì hầu như bệnh viện đã chuẩn bị sẵn cái đầy đủ cái nhân sự để phục vụ, thứ nhất là về những cái khám chữa bệnh cho người dân, thứ hai là những cái thuật chuyên sâu về triển khai những cái ghép tại bệnh viện. Hiện Bệnh viện Đà Nẵng có hơn 1.780 cán bộ, nhân viên, trong đó có hơn 40 nhân lực y tế thuộc diện thu hút nhân tài. Đây là những hạt nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị theo định hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu. Việc giữ chân nguồn nhân lực này sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân trên địa bàn và trong khu vực. Ngoài cái chính sách thu hút của thành phố về trong cái những bác sĩ giỏi từ các tỉnh thành khác, hay là bác sĩ giỏi, những bác sĩ sau đại học nội trú về tú tại về đến công tác tại bệnh viện Đà Nẵng như cái thời mà từ xưa đến giờ. Thì bên cạnh đó thì bệnh viện Đà Nẵng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ mà đang công tác tại bệnh viện hoặc là những nhân lực chất lượng cao công tác tại bệnh viện, là một cái điều kiện thuận lợi để chúng ta công tác, chúng ta có nâng cao chất lượng, nâng cao cái về học vấn và phát huy tất cả những cái năng lực sở trường để cho bác sĩ mà hay là những nhân lực chất lượng cao về đây. Chúng ta thứ nhất là đủ điều kiện làm việc, thứ hai là có môi trường rất thuận lợi, thứ ba là để nâng cao chất lượng chuyên môn để giúp cho người dân đến khám và điều trị tại viện này. Hiện Sở Y tế Đà Nẵng cũng đang đề xuất xây dựng chính sách tổng thể cho cán bộ y tế khu vực công thành phố giai đoạn 2022-2025. Việc xây dựng chính sách trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần giải quyết những bất cập, hạn chế trong việc sử dụng nhân lực, giúp cán bộ y tế yên tâm cống hiến và gắn bó với ngành trong bối cảnh ngành y tế đang gặp nhiều khó khăn.